tuổi, hiện tại mình đang học trường tiểu học Sơn Phong. Ngày hôm nay mình rất vui khi được gặp tất cả các bạn trong chương trình Ước Mơ Của Em, phát sóng vào 7 giờ tối hàng tuần trên kênh MC Nhí Hội An. Các bạn thân mến, Thục Quyên đã đọc được đâu đó một câu nói rất hay về ước mơ của em. Ước mơ giống như những vì sao, ta có thể không bao giờ chậm tới nó được, nhưng ta đi theo nó sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình. Thục Quyên tin chắc rằng ai cũng đã có một ước mơ cho riêng mình. Cho dù nó chỉ là một ước mơ đơn giản, hay những bộ quần áo đẹp, hay trở thành ai đó trong cuộc đời này, nhưng những gì bạn mong muốn là kim chỉ nam để dẫn đến trong một tương lai tốt đẹp hơn. Mình cũng có một ước mơ, đó là trở thành một ca sĩ. Các bạn đang rất là muốn biết tại sao Quyên lại có ước mơ như vậy đúng không nào? Để Quyên kể cho các bạn nghe nhé. Vào cuối tháng 6 vừa qua, Quyên cùng gia đình đi xem một sự kiện gala tại Đà Nẵng. Mình thích nhất là một tiết mục của cô ca sĩ Thủy Tiên. Cô có ngoại hình xinh đẹp, giọng hát thánh thót như một chú chim họa mi. Cả tiết mục ấy, ánh mắt của mình chăm chú không rời. Coi xong tiết mục ấy, mình tự hỏi liệu mình có được như cô ấy không nhỉ? Và từ đó, mình có ước mơ trở thành ca sĩ. Mỗi lúc rảnh rỗi, mình thường nghe nhạc và tập hát. Bên cạnh đó, mình còn rất thích xem những chương trình về âm nhạc. Xin thần tượng của mình là Blackpink biểu diễn. Mình sẽ cố gắng khắc phục bản thân thật tốt, từ giọng hát đến khả năng ăn nói và từ tiếng trước đám đông, để sau này mang lại đến cho khán giả một buổi trình diễn ấn tượng nhất. Không biết trong tương lai mình có thể khắc phục được bản thân mình hay không, nhưng cả mình và tất cả các bạn đang xem hãy giữ vững sự cố gắng và sự tự tin để đạt được những gì mình mong muốn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.